sang sớm mà vịt gà kêu chót chét, nước ngập đầy đồng ghé ngứa nổi tùm lum. Thân của ta đã mấy chục năm trời sống bằng nghề ruộng rẫy cơ bần cực nhọc. Có ai ở nhà không? Cho nhà coi. Dạ có. Ông thôi rồi cà nó quýnh chết. Trời tối chốc ra liền ra liền. Dạ dạ. Dạ cảm ơn cậu nha. Đâu để đọc coi. Ủa cái gì mà tính toàn là lúa gạo cơm không hả trời? Không sợ đói đi. Để đọc tiếp coi. Kính gửi ba, hôm nay con viết thư này về thăm ba được mạnh giỏi. Này có hiếu nè. Sau đó con mời ba lên Sài Gòn chơi với con vài bữa. Ba ơi, lên đây con dắt ba đi chơi ở Thảo Cầm Viên. Trong đó có đủ loại trò chơi làm cho ba thư giãn, như đạp vịt. Trời ơi, cái thằng mắc vịt này nó có gì kỳ cục cái trời. Vịt đi mắc mớ gì đạp nó. Ây da, mình phải đi lên trển coi sao. Cái thằng này không biết học hành có tiến bộ gì hay không. Tự nhiên rủ lên Sài Gòn đạp vịt. Mệt. Kìa chú Tư, mới lên hả chú Tư? Chú em là ai sao biết tôi quên mất chú em. Rồi chú Tư quên con hả? Thôi mà cũng không sao. Thôi lên xe đi chú. Nhưng mà thôi lên xe đi. Hả? Đâu đâu, chú đưa cái địa chỉ cho con coi. Địa chỉ hả? Nè, địa chỉ nè. Đâu để coi. Rồi. Chú ngồi cho vững nha chú Tư. Xe lăn bánh nha. Chạy từ từ thôi nghe. Chú cứ yên tâm. Trời ơi, tay lái lụa mà. Rồi chạy nha. Chạy kỳ cục vậy. Chú ơi. Không có sao đâu chú Tư. Đó. Chú thấy chưa? Con chạy xe có trình độ học đường mà. Trời ơi, sao chú mày chạy xe mà đậu sát quá vậy? Vậy là một cớ sao chú mày đâu kỳ cục mà. Đậu xe đứt là mày không vậy. Bộ chú định giết tôi sao? Chú nghe lời tôi chạy kỳ. Thôi đừng có nói nhảm hoài. Cái ông già này sao kỳ quá. Ông lớn tuổi rồi cứ ngồi yên đó. Chớ kinh tài nghệ của thằng này. Thôi được rồi, tôi không có nói nữa. Nhưng mà chú em nhớ chạy kỹ kỹ giùm tôi được không? Thì chú cứ ngồi im đó đi. Qua cái cua này là tới rồi. Nè ngồi im nghe. Rồi, tới đó chú Tư. Ủa? Mời chú Tư xuống xe. Sao mau dữ trời? Thì tôi ghé ngay cái địa chỉ này thôi chứ. Ai chú muốn đi nữa. Đó, mời chú lên xe. Thôi, tôi sợ quá rồi. Ôi ơi là trời, mệt ghê. Ba. Ba mới lên hả ba? Ba mới lên nè con. Anh ơi, tiền xe bao nhiêu vậy anh? Để ba. Từ bến xe tới đây, chỗ quen biết với chú Tư lấy rẻ thôi. 10.000. Trời ơi! Từ bến xe lại đây đi nãy giờ không được 5 mốc mà 10.000. Nè, tôi nói cho chú em biết nha. Đi từ bến xe tới chỗ này cách có mấy cái nhà. Vậy mà chú em tính mắc quá 10.000 lần sau. Xin chú thông cảm, 10.000 có chi mà mắc. Thử bước qua đường mua gói thuốc 10.000 như chơi. Thôi nè ông ơi, tiền đây nè đi quất cho rồi. Cảm ơn nha. Dạ con mời ba vô nhà ngồi ghế uống nước nghe ba. Ba đừng giận dữ, cuộc đời là như thế đó. Tao đâu có khùng mà đi giận nó cái thằng mắt tôi. Ba ơi, con nói ba nghe nè. Không phải chạy xích lô á, là người nào cũng như vậy đâu à. Có người cũng đàng hoàng lắm, họ cũng biết điều lắm đó ba. Ba biết chứ. Mà mày coi đó, tao vừa mới bước xuống xe nó lẹ miệng nó kêu chú Tư mới lên hả chú Tư. Trời ơi, tao lẩm cẩm tưởng nó là con cháu bạn bè gì của mày, nó mới kêu tao bằng chú Tư à, bởi vậy. Ba ơi ba, người ta mời khách á thì phải ăn nói ngọt ngào như vậy đó. Thôi thôi thôi, bây giờ con mời ba vô nhà nghỉ ngơi cho khỏe ha. Đó, ba theo con. Hai à? Dạ. Cái nhà mày bộ mày Dạ không phải đâu ba ơi, con chỉ mua sắm tiện nghi trong nhà thôi. Còn cái nhà này là của người bạn con mà, người ta cho con ở trọ đó ba. Ba ngồi nghỉ đi ha. Ba uống cái gì nè? Uống cà phê hay là bảy úp? Thì hồi nào giờ ba chỉ uống có cà phê thôi. Mà mắc mớ gì bay phải kêu tao nằm ngủ nằm úp gì vậy con? Dạ không phải, ba không hiểu hết trơn à. Bảy úp ở đây có nghĩa là tên của một loại nước ngọt, chứ con đâu có kêu ba nằm úp nằm ngửa làm chi. Trời ơi, mày làm tao cứ tưởng ở Sài Gòn người ta bắt buộc uống cà phê phải nằm úp chứ. Ba này, ba làm con mắc cười quá. Ơi, ba có nực không ba? Để con bắt cái quạt mở cho ba mát nha. Hay là ba lên đây ba nằm nghỉ cho khỏe đi. Được rồi, để tao lên nằm lát coi. Rồi ba nằm nghỉ nha, con đi pha cà phê cho ba uống nha. Ủa sao kỳ vậy trời? Sao mà nó quạt trật lất rồi trời? Quạt ngay đi nè. Đúng rồi. Ủa sao vậy, sao nó quay chỗ khác nữa rồi trời? Phải rồi, nó không nghe lời mình thì mình bò thế nó cho mới đúng. Mày bi đi, tao qua đây. Mày tao lùi lại. Trời ơi, được trời. Trời ơi ba, ba làm gì vậy? Mệt quá con ơi. Ba ơi, ba làm cái gì vậy? Ba hãy xúc dầu vô bụng, mình mấy ba đổ mồ hôi. Chẳng lẽ là ba trung do? Thôi đừng có nói dông dài, nó cũng tại mày làm tao thở. Khỏe nổi gì bò theo muốn chết, xin ba nói cho rõ ràng. Nãy giờ ba nói gì con không hiểu gì hết trơn á. Tại sao trán ba ướt đổ mồ hôi vậy? Rồi mặt mày xanh lè xanh lét á. Rồi nằm thở hổn hển thấy ghê vậy. Sao vậy ba? Tất cả cũng chỉ tại mày không á. Ngày xưa tới nay cha truyền con nói ta cũng nuôi mày bằng cái quạt mó thôi. Mày cũng lớn lên lưng dài dai động, mày còn bự hơn tao nữa. Vậy mà bây giờ, trời ơi tao già cả, mày không chịu khó ngồi quạt cho tao một chút. Trời ơi, quạt của không được mày sanh nạnh cái quạt quỷ quái đó. Nó quạt ngay tao, nó không quạt mà nó đi quạt chỗ khác không à. Tao biểu nó quạt ngay tao, nó không chịu, buộc lòng tao phải bò tới nó cho để hứng gió chứ. Trời ơi, khỏe đâu không thấy, chỉ toàn thấy mệt thêm thôi con ơi. Trời ơi ba ơi, cái quạt đó chỉ là đồ vật vô tri vô giác, mà ba biểu nó làm nghe lời ba sao được. Đây, bây giờ ba muốn nó quạt ngay ba phải không? Rồi để con, đây nè, ba nhìn nè. Ba chỉ cần kéo cái cần thấy không? Đó, cái nút nè, kéo lên cái. Đó, thấy chưa? Bà thấy nó đứng chưa? Ngộ hả? Hay ha. Vậy là ba trách làm con hả? Ba xin con. Con mệt ba quá. Chết rồi. Đến giờ con phải đi làm rồi. Làm thêm ba ơi. Thôi con đi ngay bây giờ mới được nghe ba. Thôi bây giờ nè ba, ở nhà ba có đói bụng ha. Thì cơm con đã nấu sẵn để dưới bếp đó. Ba có cần gì thì một lát nữa con điện về rồi con mua thêm cho ba ha ba ha. Điện cái gì? Điện cái gì? Điện thoại là sao? Hồi đó gì là tao chưa từng biết cái đó là sao. Nè, đó cái điện thoại nằm đây nè, bà thấy chưa? Đó, khi nào mà ba nghe nó reng lên á thì ba nhấc máy lên, đó là ba nói chuyện với con thôi. Đó ba cầm này nè, đó ba nghe, đó cái này là nói. Anh nhớ chưa? Cái này nói, cái này nghe. Dạ rồi, để xuống trở lại như cũ nè. Đó ha, con đi nghe. Ba hả? Hai ở chừng nào bay mới dắt tao đi đạp đi mất tiêu. Cái thằng nó lẹ còn hơn con tép nữa trời. Ê, hồi cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ 50 mấy tuổi đời mới biết mặt Sài Gòn lần đầu tiên. xã hội sao mà nó tân tiến quá cỡ trời. Người nghèo theo không kịp Anh bé Hai ơi, có nhà không? Anh bé. Không có. Cô kiếm ai hả? Dạ, anh chào. Dạ, cháu đến kiếm anh bé Hai. Còn bác là... tôi là làm... thôi cháu hiểu rồi. Bác tới đây ở mướn chắc chưa được mấy ngày. Anh Hai ảnh bận lắm nên phải có người làm. Đặng coi ngoài coi trong chớ không thì chẳng xong. Bác có hiểu không? Cháu tới đây phụ việc nhưng mà ảnh không chịu. Giờ có bác đây quả thiệt là hay. Dạ thưa cô không phải tôi ở miệt vườn. Lên trên thành phố mới xuống xe thức thì chẳng hay có việc chi. Cô tìm con tôi nhắn dùm cho cô. Tôi là ba ruột cô đừng có ngại. Có chuyện hay không mau nói cho xong. Dạ thưa bác, tại con hiểu lầm mong bác bỏ qua cho. Dạ thưa bác. Dạ bác thứ mấy? Tôi thứ tư. Mọi người gọi tôi là Tư Sần. Dạ thưa bác Tư Sần. Chẳng hay bác lên đây hồi nào vậy thưa bác? Dạ thưa cô tôi mới lên hồi sớm tới giờ. Vậy còn anh bé Hai đâu rồi bác? Nó đi làm thêm rồi. Mà cô sao cứ hỏi không ngớt miệng vậy cô? Cô hỏi sao quá nhiều, có hỏi cũng từ từ. Cô hỏi gì tùm lum giống như là khảo ca. Xin bác Tư chớ nóng, cháu thăm hỏi vặt câu. Bác Tư ơi chớ buồn, bởi cháu đây đã là bán của chàng bé Hai. Bác về đi bác Tư. Cái cô này thiệt là lạ nghe. Khi không rồi cô bữa tôi cười à. Bởi vậy cái lũ trẻ bây giờ thì thiệt á, đành phải chịu thua luôn á nghe. Có điện thoại kìa bác Tư. Dạ chung đó là điện thoại nữa hả? Trời ơi vậy mà tôi tưởng mấy ông cà rem bán. Cô làm ơn nghe trước giùm cô đi. Dạ. Alo. Dạ. Em đi nè. Em là Son nè. Dạ có. Bác Tư ơi. Hả? Anh bé Hai á muốn nói chuyện với bác nè. Thôi nói tôi không có nhà đi. Vậy là sao cô? Nó không về nói chuyện với tôi, nói bằng cái này sao được? Trời tôi đâu có biết nói sao. Thì bác cứ alo là được rồi à. Alo đi bác. Dạ. Nó có gì thì kệ nó, miễn là cái bổn phận tôi là chỉ có alo là được rồi hả? Dạ. Lẹ lên đi bác, ảnh đang chờ máy nè. Đưa đây. Không nghe gì hết trơn trời. Alo, không nghe gì. Chết trời, vậy là đúng không? Chắc ngược hồi nãy nó dặn rồi. Alo, ba nè. Bay đang làm cái gì mà ôm thầm trong cái máy gì? Ôm thầm mà không nghe cái gì hết trơn vậy? Hả? Karaoke hả? Ủa, cái đó là sao? Lên lát nữa mày có về nhớ mua cho ba vài ngàn đồng karaoke để em về ta ăn thử coi đó đang sao. Trời ơi, cũng mệt bác Tư quá à. Cái đó ăn không có được. Bác không biết gì hết à. Hả? Chiều con mới về hả? Chừng nào về cũng được. Dạ thưa bác. Bác có thể cho cháu hỏi một câu nữa được không bác? Ủa cái này nó hết nghe hả cô? Đặt xuống nghe. Hỏi cái gì? Dạ bác Tư, chỗ bác ở hiện nay á, người ta gọi là cái gì vậy bác? Gọi là bưng sâm là quê già đang sống đã từ lâu gắn bó thân thương. Nghề nông khổ lắm mấy con ơi, nay bác lên thành muốn đi tìm ông ăn bạch việc làm. Không biết là ở trên này đất Sài Gòn có những người già làm hay không. Tuổi bác giờ đã già như thế, bởi vì sao bác phải lo toan? Vì sao bác phải lên đây đi kiếm việc làm? Bác ơi xin chớ bỏ công việc nhà. Tôi đã già, có ai cần? Chẳng lẽ già thì đành bó tay? Rồi đó bác biết làm sao không? Bởi vì theo quy định và phong tục tập quán của người thành phố á, thì người già trên 60 tuổi không còn đủ khả năng làm việc nữa mà phải nghỉ hưu thôi bác ơi. Dạ cô, 60 tuổi phải nghỉ hả? Dạ. Vậy là tôi hết đường binh rồi. Dạ đúng rồi. Ý, nhưng mà còn bác Tư ơi. Còn hả cô? Còn một chỗ này nè, bác chịu không? Để cháu giới thiệu cho bác nha. Ở đâu rồi? Chỗ... Dạ là chỗ ngày nào bán cung phải cần đi. Đi từ Hừng Đông bác đi đến chiều đến tối, bác đây mới đường về nhà. Nhưng tôi đi để làm gì? Cô chỉ giúp tôi mang ơn. Bác đi để tầm dưỡng sinh. Gì? Sinh mà cũng phải dưỡng nữa. Là tập cái gì tôi không hiểu được à? Dạ, đó là câu lạc bộ người già đó bác. Cứ mỗi sáng là bác đi đến đó để tập thể dục dưỡng sinh. Ủa, xong rồi á, còn sinh hoạt đủ thứ nữa đó. Vậy sao là dưỡng sinh? Trời ơi, giờ cô nói dưỡng sinh là sao? Dạ, tập dưỡng sinh là tại con nói cho nó ăn dây đờn vậy đó. Chứ thiệt ra là tập dưỡng sinh mới phải đúng nghĩa đó bác. À, trời ơi, chuyện vậy mà cô cũng nói được nữa. Bây giờ cô nghe tôi hỏi cô nè. Dạ, bác hỏi gì xin bác cứ hỏi. À, vậy chứ tôi hỏi cô, tên thật của cô là gì? Dạ cháu tên là Son, ba cháu là Nồi, mẹ cháu là Chảo, ông cháu tách ly chén ca. Trời ơi, lanh quá trời quá đất. Hỏi câu mà trả lời là toàn là xong chảo nồi niêu không. Chắc dòng họ đầu bếp hay không? Ý mà cũng hay chứ hả? À, có Son thì phải có nồi thì mới nấu cơm được chứ. À Son nè, bây giờ bác hỏi thiệt nghe con. Vậy chứ con với thằng Hai quen nhau chưa ạ? Dạ khoảng 1 năm nay rồi đó bác. Quen nhau 1 năm rồi. Vậy em hai đứa có gì với nhau chưa? Dạ thưa em chào anh, mà anh đã vội quên. Một đêm thấy anh vui bên này, ngoài hiên đường vẫn đầy mưa. Trời đất như cuồn quay, một con nghe lòng quằn đau, một phút bâng khuâng tình theo cơn sóng khơi xa. Hình bóng anh rời xa, cùng với ai anh đành quên em. Giờ bên em bóng đêm hoang tàn. Bác ơi. Dạ, đã 2 lần rồi. Con á và anh bé Hai giận hờn nhau bác. Giận hờn thôi đó hả? Dạ. Có vậy mà ăn nói không có rõ ràng, làm ta tưởng đâu bay đã giọt qua dòng lễ giáo rồi chứ. Ủa mà Son nè, giận hờn nhau sao bay không ca nhạc trữ tình lãng mạn mà bay chơi nhạc giật không vậy hả Son? Dạ, nhạc trữ tình á, tuổi trẻ tụi con không có thích. Tuổi trẻ chỉ thích nhạc trẻ mà thôi. Vậy hả? Vậy giờ bây giờ con với thằng Hai còn giận nhau nữa không hả? Dạ, còn bác ơi. Ừ? Nhưng mà... Mà sao? Giận thì giận mà thương thì thương nè. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi. Anh ơi anh, xin anh đừng có giận vội mà xin anh hãy tự tránh mình. Vậy được á cháu à. Mình là đàn bà con gái mà bổn phận mình phải biết nhẹ nhàng, dịu dàng, khuyên lơ người mình yêu mến. Vậy mới là người con gái đức hạnh chứ. Thôi được rồi, kể từ nay bác chấp nhận cháu là con dâu tương của bác á. Nếu như cháu và thằng Hai không phản đối thì thời gian gần đây bác sẽ nhờ người mai mối đến nhà cháu để dạm hỏi, để bỏ trầu cao. Dạ, cháu vô cùng đội ơn bác. Ủa, cháu có đi Đoàn Cải Lương hả? Nhưng mà khoan nha, mà có một cái điều kiện là nghe. Điều kiện gì vậy bác? Điều kiện là kể từ hôm nay cháu đi ra đường thì không được dùng cây dù che đầu đi nữa. Bởi vì quê của bác vừa qua, người ta mắc phải không đa. Chẳng có bao ngày đi châu chim chuột thì ghê quá trời. Nghe tin đồn đâu như là mấy người này che dù đi đâu đâu. Chớ tin lời môi người nói nhảm, bệnh đó kêu là bệnh sida. Nào đâu phải bệnh hồng đa, mà duyên trên người bác nghe không rõ đâu liên quan cây dù. Họ nói dù ở Vậy nói sao? Dù cũng có 2-3 loại nữa hay sao? Dạ không phải. Dù có 2-3 loại á, mà họ nói ở đây dù có nghĩa là... Là sao? Loại người đàn điếm ăn chơi đó bác. Mới dùng danh từ đó cho những cô gái bán hoa đó bác. À vậy sao? Dạ. Trời ơi, vậy mà bác cứ tưởng con gái che dù mắc bệnh, nên thấy cháu che cái bác sợ á. À, thôi thông cảm, đừng có để bụng nghe. Dạ. Quên, còn cái bệnh hông đa là sao? Đó không phải là bệnh hông đa, mà là bệnh SIDA. Người ta còn gọi là HIV đó bác Tư. Hả? Ba! Hả? Ba ơi! Gì? Tại sao ba mắc bệnh ác nghiệt như vậy ba? Ôi trời, con nhớ hồi đó, hồi má con mất, ba có nói là ba sẽ ở vậy nuôi con tới chết. Mà tại sao bây giờ ba lại chết mà không nuôi con à? Vô duyên, cái thằng vô duyên. Tao về mà mày dám nói tao bị mắc bệnh hông đa, quên, SIDA hả mày? Không phải đâu, anh bé Hai ơi. Tại anh hiểu lầm thôi. Em với bác Tư đang nói chuyện về người khác bệnh kìa, chứ bác Tư đâu có bệnh gì đâu. Phải vậy không? Ừ. Đúng vậy phải không? Ừ. Mới về ba chớp ba nhán quá. Cho con xin lỗi ba. Thôi lỗi phải cái gì, người một nhà cả mà. À, hồi nãy tới giờ tao đợi mày về để tao hỏi mày cái chuyện là lá thơ nè. Mày gửi về cho tao, mày rủ tao lên đây đi đạp dịch. Hay à, tao cho mày ăn học tới nơi tới chốn để rồi mày coi thường tao hả Hai? Dạ đâu có ba, dạ con đâu dám coi thường ba đâu. Tao đã thề một lòng dạ với má mày rồi, dù âm dương cách trở. Vậy mà mày biên thư về bảo tao lên đây chơi trò gì đạp con vịt mèo mã gà đồng hả mày? Trời ơi mắc cười ba quá. Ba nghỉ quan cho con rồi. Quan hả mày? Thư còn mày xếp đi, chữ mày ghi rõ ràng gì là ba con đưa ba đi đạp vịt vui lắm. Mà mày còn chối nữa thôi mày. Con nói đạp vịt đây là dưới hồ người ta làm cái thuyền có 2 chỗ ngồi. Vịt này thật to, nó chở tới 2 người lận ba ơi. Rồi mình mua vé xuống dưới, mình ngồi đạp thoải mái. Nó chạy quanh hồ, nước vợn sóng thật là vui ghê. Vậy mày nói tao còn thua thằng con nít lên 10. Cái trò chơi kia của con nít mày dám mà biểu tao. Tao đâu có phải con nít mà ngồi lên đó. Cái trò chơi này con nít hay lớn cũng đều tham gia. Dạ đúng rồi đó ba. Con thấy già trẻ gì đó họ cũng đi chơi đạp vịt vui thôi. À thôi được rồi, cái chuyện đó để chừng nào đi chơi hãy tính. Còn bây giờ hai đứa nghe ba hỏi nè. Thằng bé Hai Cơm có thương cô Son không? Dạ con... Có không? Nói ma mày. Dạ có. Có hàng. Còn cô Son có thương thằng Hai thật hay là không? Dạ... thì ảnh sao con vậy hen. Vậy hen. Nói sao cô vậy hen? Dạ. Dạ còn ba sao ba? Thì tao thì ảnh sao tao vậy à? Ủa không phải, hai đứa bay sao tao vậy à? Nhưng mà tao còn có một điều kiện nghe. Điều kiện gì vậy ba? Điều kiện là chừng nào hai đứa ra trường ba mới tổ chức đám cưới trình. À, quang hô ba. Ủa bác Tư. Quay ba cũng được cho con. Rồi giờ hai đứa dắt ba đi chơi một vòng Sài Gòn cho ba biết rồi ba còn về quê lo đủ rẫy ra ngoài. Dạ. Chúng con mời ba. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phút xa thanh thang đón chúng tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.